Rồi, tiếp tục. Là cái lỗi bịa nào? Hôm qua. Rồi sao về dám nói dối? Bây giờ tính chịu hình phạt gì? Đánh rồi đó, giờ đánh nhiều quá mà nó không có tác dụng bây giờ. Để ngồi ba mua cái ổ khóa. Không mà ba. Ngủ một đêm trong nhà tắm thôi, không có lâu. Thì chỉ ngủ trong đó một đêm thôi là không là mày không mà. Ai biểu học không là chú ý học không có biết gì nữa cả à, con với tay thì bây giờ giường cũng chặt quá rồi, giờ vô đó ngủ đi không. Một đêm thôi, ba tối nay ba không có xối nước ướt cái nhà tắm đâu, ngủ khô đàng hoàng. Không mà thôi là lau khô cái nhà tắm rồi ngủ. Không. Rồi để ba qua bển mua cái ổ khóa về khóa lại. Chứ bây giờ học hành kiểu vậy rồi sao ngủ trên giường chung với ba mẹ được. Nhà này là chỉ ngủ chung mấy đứa học giỏi thôi. Không. Học giỏi quá không vô nhà tắm ngủ. Bây giờ hứa hẹn lần trước mạng xã hội nè, hứa là giơ tay rồi đàng hoàng hứa coi. Nếu mà bị mét một lần nữa là được vô nhà tắm ngủ, chịu không? Rồi giơ tay lên xin thề đàng hoàng, hứa đàng hoàng. Hứa cho rõ ràng, nói chuyện cho gành gọi ghẻ đàng hoàng. Nếu mà bị lỗi nữa thì tính sao? Vô nhà tắm đúng không? Rồi không để mền vô luôn nha, cho ngủ lạnh lẽo nha. Hứa không? Rồi giờ giơ tay lên hứa hẹn được coi, hứa xin thề được coi. Quyết tâm coi. Giờ đi quyết tâm thôi, rõ ràng mạnh mẽ đàng hoàng. Quyết tâm. Vậy là mai mốt mà nếu mà bị một lần nữa mang nghe cô bán vốn là vô nhà tắm ở nghe không? Dạ. Ba sẽ mua cái ổ khóa để sẵn. Nhớ không? Dạ. Rồi vậy thôi, đi ra sau đi, rửa mặt lau mặt. Dạ.